Khi mà các bạn lên núi Há thì nó sẽ có rất là nhiều vị trí mà các bạn có thể trượt tuyết được. Thì đây là một trong những vị trí mà mình hay đến. Phía trước nó cũng có một cái trạm bus. Mình sẽ đến đó và ghi hình cho các bạn xem. Đây là trạm bus ha. Nếu như bạn các bạn không có ô tô thì các bạn có thể đi bus lên đây, đi xe buýt lên đây. Đây là cái bảng hướng dẫn và giá vé. Giá vé theo mình giá này là ok lắm luôn. Ok. Giờ xe buýt chạy. Nó có đây các bạn. Và phía dưới là những cái chỉ dẫn. Những cái trạm bus trên đây rất là dễ thương, các bạn có thể thấy họ làm bằng gỗ đóng lại với nhau. Bây giờ nhiệt độ là 2 độ C nhưng mà vẫn có rất là, nói chung là cũng có nhiều tuyết nhưng mà tuyết này thì không thể trượt được các bạn, chỉ có thể là đi vòng vòng chơi với con thôi. Đây là cái trạm xe buýt. Họ có những cái ghế ngồi khá là dễ thương như thế này, làm bằng gỗ. Phía trước là một con đường dẫn vào rừng ha. Tuy tuyết chưa có nhiều lắm mà các bạn thấy chỗ này nó đông cỡ nào không? Nhớ nha, các bạn đi bus lên đây và phải nhớ cái trạm là ở đây. Konnichiwa.